Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác Hồ đang chuyển biến mạnh mẽ và ngày càng sâu sắc ở thành phố Cần Thơ. Các mô hình không rập khuôn mà đi vào thực chất, sắc nét, hiệu quả tích cực ngày càng nhiều. Và như tại trường chính trị thành phố Cần Thơ đã có nhiều cách làm hay trong giảng dạy, cũng như ứng dụng công nghệ thông tin được các tập thể cán bộ giảng viên nhà trường thực hiện nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và đào tạo. Trường chính trị thành phố Cần Thơ hiện đang có 4 phòng với khoảng 100 máy tính phục vụ dạy và học. Đây là một trong số hoạt động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để dạy và học các chương trình lý luận chính trị, chương trình bồi dưỡng chức danh, chức nghiệp ở trường chính trị thành phố Cần Thơ. Giúp cho học viên có thể là vận dụng các cái kiến thức đã học ở trên lớp vào thực hành trong thực tế, thì giúp cho học viên có thể là hiểu rõ và hiểu nhanh hơn về bài học. Phần mềm cũng như là các cái thiết bị công nghệ thông tin trong cái việc mà báo cáo của giảng viên và kể cả của học viên thì nó giúp chúng em là có thể là rèn luyện được các cái kỹ năng sử dụng trên máy tính, rồi nó giúp chúng em có thể rèn luyện được cái cách mà mình thực hiện một cái bài báo cáo như thế nào nó hiệu quả, từ đó là nó tạo nên được những cái sự cuốn hút. Đảng ủy trường chính trị thành phố thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo cán bộ giảng viên học tập nghiên cứu vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn kết chặt chẽ thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đáng chú ý là ứng dụng phương tiện thiết bị công nghệ hiện đại vào dạy và học nghiêm túc, hiệu quả ở các lớp, các chương trình học. Một trong các mô hình nổi bật là ba tăng ba giảm. Giảm trao đổi một chiều đối với học viên. Giảm thứ hai nữa đó chính là chúng ta giảm cái việc là chúng ta phân tích theo kiểu truyền thống mất nhiều thời gian. Và cái giảm ở đây thứ ba đó là chính là cái giảm cái việc bị động đối với học viên. Trong cái mô hình ba tăng, tăng cái sự tư duy phản biện của người học thông qua các cái bài tập ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cái khả năng sáng tạo tích cực, sử dụng các cái app, các cái phần mềm hoặc là quét mã QR để cho học viên họ thảo luận làm bài tập nhóm. Và tăng thứ ba ở đây là tăng thực hành trên máy tính và tăng cái việc mà tương tác giữa học viên đối với giảng viên trong cái quá trình giảng dạy. Giảng viên có một cái điều kiện để mà có thể là cập nhật thông tin một cách chủ động hơn và thực hiện cái việc xây dựng các cái giáo án điện tử nó sinh động hơn, cuốn hút hơn và làm cho cái việc mà giảng dạy về lý luận chính trị hành chính không còn khô khan giống như trước đây nữa, thì cũng tạo điều kiện cho học viên có nhiều cái luồng thông tin khác nhau, rèn luyện cái tư duy phản biện và chủ động hơn trong cái việc nắm bắt các cái kiến thức và thực hành các cái kỹ năng trong cái việc đánh giá cái kết quả học tập của học viên đó, thì cũng có ứng dụng công nghệ thông tin và qua đó thì cũng đã hỗ trợ rất là nhiều để mà có thể là nâng cao cái chất lượng đào tạo bồi dưỡng của trường trong cái thời gian vừa qua. Việc học tập và làm theo gương Bác ở trường chính trị thành phố ngày càng đi vào thực chất. Các mô hình, công trình, hoạt động không đập khuôn mà có nét riêng ở từng khoa phòng. Từ đó góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu giảng dạy, học tập và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong nhà trường.